kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 3 của kênh VTC14. Thưa bà con, thời điểm giữa tháng 3, nhiều địa phương tại tỉnh Bình Phước đang vào vụ thu hoạch điều. Thế nhưng mà thời tiết liên tục có những trận mưa dông trái mùa cục bộ làm xuất hiện sâu bệnh, ảnh hưởng đến ra hoa đậu trái điều. Hiện nay, mặc dù đang thu hoạch hạt điều nhưng người dân đã ý thức chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng để tránh hại gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây. Theo dự báo, năm nay khí hậu bất thường nên sâu bệnh hại vẫn tiếp tục hoành hành, tấn công, ảnh hưởng đến cây ra hoa, đậu trái và sinh trưởng phát triển vụ mùa năm sau. Vì vậy, bà con lưu ý có phương án chủ động phòng chống sâu bệnh. Trước khi vào vụ mới thì cần vệ sinh vườn cây, trừ sạch cỏ dại, cắt tỉa cành sâu bệnh và cành vô hiệu cho thông thoáng tán cây nhằm hạn chế ẩm độ cao và làm ánh nắng chiếu vào dễ dàng. Cắt tỉa hợp lý cũng giúp cho việc phun xịt thuốc phòng ngừa sâu bệnh được thuận lợi. Dự báo ngày mai, thời tiết tại Bình Phước cũng như là toàn Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ trở lại trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều với độ ẩm ban trưa xuống rất thấp, từ 50-60%, riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ ở mức là 55-65%. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 32-35 độ trên toàn khu vực này, với số điểm nắng nóng cục bộ tập trung nhiều hơn tại miền Đông của Nam Bộ. Ở miền Trung, nền nhiệt đang trên đà tăng dần. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến là ít mưa, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng từ 27-31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, vào đêm và sáng, khu vực duy trì nhiều mây, có sương mù rải rác do ảnh hưởng của quá trình biến tính, nền nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 25-27 độ. Trở ra với Bắc Bộ, những sóng lạnh yếu tăng cường trở lại đã gây mưa rào và dông trở lại cho khu vực. Vùng mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh vùng núi. Trong những tháng giao mùa này thường gây ra những xáo trộn khá lớn trong bầu khí quyển, nên bà con cần đề phòng với lốc xoáy, mưa đá xảy ra, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến trưa chiều, bầu trời tạnh ráo hơn và nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 24-27 độ ở phía Đông và từ 26-29 độ ở khu vực phía Tây. Thưa bà con, từ cuối tháng 1 đến ngày 13 tháng 3, tỉnh Yên Bái đã có 102 con gia súc bị mắc bệnh lở mồm long móng. Ngay sau khi phát hiện dịch, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực khoanh vùng khống chế dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, bà con cần thường xuyên theo dõi, quan sát đàn vật nuôi. Khi thấy gia súc có hiện tượng ốm, sốt, bỏ ăn hoặc là chết bất thường, phải tiến hành cách ly ngay những con ốm ra khu vực riêng, không được chăn thả, không bán chạy, không giết mổ, vứt xác gia súc chết và chất thải của chúng ra môi trường, hoặc báo ngay cho thú y hoặc là chính quyền địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý thích hợp. Thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. Đối với hộ có dịch phun hóa chất ngày 1 lần, xã có dịch 2 ngày 1 lần, thực hiện liên tục trong suốt thời gian có dịch, chủ động tiêm phòng vaccine, bao vây ổ dịch, tiêm từ ngoài vào trong, người tiêm phòng phải thực hiện tốt an toàn sinh học, không lân lây lan dịch. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-31 độ, độ ẩm trung bình 80-85%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở các tỉnh vùng núi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 24-27 độ, độ ẩm trung bình từ 85-90%. Lưu xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều phía Nam có nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 26-29 độ, độ ẩm trung bình 82-87%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 28-31 độ, độ ẩm trung bình 80-85%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 28-31 độ, độ ẩm trung bình từ 80-85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 32-35 độ, độ ẩm trung bình từ 80-85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.